Vậy là chúng tôi bắt đầu hành trình khám phá thành phố Budapest của mình. Khách sạn chúng tôi ở ngay nhà ga, gần nhà ga trung tâm, và nằm ngay ở trong Jesus Square, tức là quảng trường của Do Thái. Từ đây chúng tôi sẽ ra nhà ga Derricks. Tại nhà ga Derricks là nơi trung chuyển của rất là nhiều tuyến tàu điện ngầm. Chúng tôi sẽ dành khoảng một nửa tiếng để đi bộ qua trên bridge để sang Buda Castle. Yes. Are you ready?